Kimberly gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình Giò Đẹp. Kính thưa quý vị, hôm nay Kimberly cũng như bác sĩ Vũ Lê đã mang lại cho quý vị những chương trình vừa qua về những dược thảo chống những, à gọi là hỗ trợ và chống những tế bào ung thư. Nhưng mà hôm nay công ty Sắc Ly ngoài những cái dược thảo đó mà công ty Sắc Ly có bốn dòng sản phẩm. Và kính thưa quý vị, sản phẩm về dùng trong nhà, sản phẩm về skincare cho cả baby nữa cả rồi sản phẩm về loose weight và luôn cả sản phẩm về dược uh, thảo thì một lần nữa Kimberly hôm nay có sự phối hợp của bác sĩ Vũ Lê Kimberly gửi lời chào bác sĩ Vũ Lê Vâng, tôi bác sĩ Vũ Lê xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và xin chào chị Kimberly Cảm ơn bác sĩ Vũ Lê, cái này là ông cụ con của Kimberly đấy <cười> 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 Tại vì trẻ tuổi mà nói chuyện rất là chuẩn, thành ra Kimberly nói là ông cụ con đấy Dạ, quý vị có thấy nè, hôm nay chúng tôi trưng lên một bộ của công ty Sarkly. mà tại sao đối với kimberly à, bác sĩ vô lê biết là kimberly là một người mang lại cho tất cả đồng hương trên toàn năm mươi tư bang về công ty dược thảo, thảo overlay mà tại sao hôm nay nhiều khi quý vị thông cảm và hiểu rằng kể cả bác sĩ của công ty Overlight còn quýt chóp đi qua bên đây làm mà đối với kimberly thì con gái kimberly rất là mập phải nó gấp bốn lần kimberly đó 5 phít 8 mà quá trời bự luôn kêu uống overlay không uống tại vì cô lên trong internet cô research làm sao cô nó mẹ tại sao mẹ lại cứ nói Ovalay tốt tôi nói tốt tại vì mẹ xuống cất nhưng mà cô lên cái công ty Ly này 56 năm chưa có một cái chấm phẩy nói negative và nói xấu về công ty mà cô nói con chỉ thích cái này thôi bởi vì cái protein của công ty Ly này họ không có chỉ có 3 in 1, họ vô ba thứ vô trong một và không có rườm rà và không có mùi mà con gái kim ly là Mặc để mập mỹ mặc có sao đâu con nói không và vấn đề không sao ở đây nhưng mà cái sức khỏe yeah. thành ra bây giờ cháu được chiều uống từ công ty xác ly và hơn nữa là không phải là kim ly nói nói là nay cái tiếp công ty nào cả nhưng mà công ty này kim ly thấy trước mắt là người bạn của kim ly đây quý vị thấy là anh chàng này anh chàng mễ là đây là anh chàng cầu Ray nếu mà những hội viên sau này mà chúng tôi đi tới những thành phố như tư bang quý vị sẽ có mặt hiện diện của bác sĩ vô lê cũng như anh chàng Ray này trong vòng 2 tháng trời mà hiện tại anh ta đã xuống mấy chục pound em gần 40 pound đó thưa quý vị yeah. dạ, thì điều đó Kimberly thấy là công ty sắc thực thật sự sản phẩm quốc đến mức độ xuống pound tới cả 70 pound đó là Kimberly cũng đó thấy một cái vấn đề nếu mà quý vị nào theo dõi những cái chương trình mà reality show đó thì có một cái anh chàng đó Anh đó là trong vòng một năm trời xuống 207 pound thưa quý vị 207 pound Đây là một cái chương trình TV thật reality show mà trước đến giờ chưa có ai mà xuống nhiều pound như, như vậy Thì anh này thắng trong history của cái TV show thì anh này đã thắng được cái giải đó Và anh đã dùng cái sản phẩm của công ty Shackley thì như quý vị biết trong cơ thể của chúng ta có hai bộ phận mà chúng tôi nghĩ là rất là tội nghiệp thứ nhất là cái răng cái hàm răng của chúng ta và thứ hai là trái tim là vì hàm răng của chúng ta nó giúp chúng ta ăn uống mỗi ngày nhưng mà ngày nào chúng ta cũng đánh nó hết sáng đánh chưa đánh chiều đánh à, <laughs> còn cái tim của chúng ta đó từ lúc sanh ra trong bụng mẹ đến lúc săn chết đi đó là chúng ta đập nó nó tự đập đó hai à, 24 mươi bốn trên 24. việc gọi là quý vị có nhiều khi quên đi là thương cho à. một cái trái tim nhỏ bé nhưng mà làm việc cả ngày lẫn đêm. Vâng, quý vị biết rằng đó những cái người bị bệnh tiểu uh, béo phì hay tiểu đường đó, cứ mỗi một pound mà chúng ta cái trọng lượng của chúng ta mỡ đó thì cái tim của chúng ta cái mặt máu của chúng ta nó sản xuất thêm thêm khoảng một mile những cái cái mặt máu li ti đó thì quý vị tưởng tượng cái tim của chúng ta nó phải đập để mà dẫn máu thêm một mile nữa một chặng đường rất là dài chính vì lý do đó mà những người đó thường hay bị những cái chứng bệnh tim thì uh, nhân tiện đây thì chúng tôi có những cái sản phẩm để giúp quý vị xuống cân tăng mỡ bụng cái câu mà chị kimberly nói rất quen thuộc mà ai cũng biết là giảm xuống cân tăng, tăng mỡ bụng <laughs> nhưng mà thưa với bác sĩ vô lê là cái truy in quanh này là kimberly thấy rõ ràng có nhiều khi quý vị xin phép cho kimberly nói nha thấy những người mà nước ngoài á, họ mập mà đi máy bay á, kimberly nhìn vô là chỉ có kimberly nhỏ nhất cả tại vì người nào cũng quá to đi mà trong một năm trung bình của nước mỹ này xài sản phẩm của về giảm cân trên 33 tỷ Mỹ Kim Mà hiện tại càng ngày càng tăng lên Chứ không thể giảm xuống được Cái số người mà quá trọng lượng tăng lên Mà khi nhiều khi mình mới nói Nhìn người là biết là phải nói Mập mà đến mức độ mà Kim phải nói là Như một cái lọ gọi là lòng lọ bò luôn á Nó quá mập đi Xin phép quý vị Nhưng mà người Việt Nam mình phải nói là rất may mắn Là mình giữ được gọi là nhỏ con Nhưng mà dáng của mình không đến nỗi như bư 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 nhưng mà Mỹ Cần họ quá lớn đi họ lớn đến mức độ mà khi mà thưa bác sĩ Vũ Lê là nếu mà mình quá trọng lượng như vậy thì mình sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện bệnh hoạn như thế nào? Nói chung là hầu hết những cái chứng bệnh mà quý vị biết những chứng bệnh kinh niên, phong thấp, tiểu đường, cao áp huyết, tim mạch, tai biến, à, giảm cái khả năng trí nhớ và một cái nữa là giảm cái tuổi thọ thì người ta thống kê cho rằng những người uh, béo phì đó họ giảm tuổi thọ đến 20 tuổi và đặc biệt những em bé sinh từ năm 2000 trở đi đó thì là một trong trong ba em sẽ mắc những chứng bệnh tiểu đường và 2/3 nước Mỹ đang mắc những cái chứng bệnh overweight và và béo phì và quý vị biết rằng đó nó là một cái vấn nạn đối với xã hội của chúng ta và đồng thời những cái độc tố trong môi trường chúng tôi sẽ nói về những cái sâu khác thì nói chung là rất nhiều chứng bệnh mà ngay cả về vấn đề mà sắc đẹp thì phụ nữ hay cũng muốn đẹp mà nếu chúng ta chỉ nặng thêm 5 pound Ba phao thì chắc chắn là có những cái đồ chúng ta mặc nó sẽ không được đẹp mắt cho lắm. Bây giờ bác sĩ Vô Lê thấy Kimberly vẫn có da có thịt nhưng mà quần áo đây quý vị nè, quý vị thấy rõ ràng Kimberly càng ngày nó càng càng ngày nó càng gọi là thai. Có nghĩa rằng là nó chắc lại. Cái trọng cân, cái cân Kimberly vững như vậy mà nó chắc lại. Nhưng mà một điều Kimberly muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Nếu mà nói vấn đề mà tan mỡ bụng, giảm cân thì ai cũng cần cả. Nhưng mà quý vị nhớ dùng Kimberly Nhiều khi mình carry theo một chính bản thân Kimberly đi travel, đi làm những cái seminar của những tiểu bang khác Nhiều khi mình carry theo cái bali của mình có 10 pound Hoặc là cái suitcase của mình chỉ có cái giỏ của mình chỉ có 5-7 pound là mình đã thấy nó nặng nề rồi Khiên lên, khiên xuống nặng rồi Thì quý vị cứ nghĩ đi Mình mang theo một cái cục thịt trong người của mình Ngày này qua ngày khác Rồi mình nằm như vậy Thì mình mang theo như vậy Thì quý vị thấy rõ ràng Ngày này hoặc là cá đêm lẫn ngày thì mình thấy nó nặng nề lắm nếu mà mình xuống được khoảng cỡ 10 pound 5 pound tùy theo cái cao và kỳ tùy theo cái cái trọng lượng của mình thì quý vị thấy là mình rất là thoải mái rất là tự tin khi ra ngoài bác sĩ vô lê có đồng ý không vâng nào? cái điều đó là cái điều đương nhiên thưa quý vị cho dù quý vị không cần xuống 5 đến 10 pound mỗi pound mà quý vị xuống đó mà đặc biệt là pound mỡ nha thưa quý vị phần lớn chúng ta khi mà chúng ta vào một cái chương trình giảm cân đó trong một hai tuần lễ đầu đa số chúng ta mất nước và mất cái chất đạm ở trong cái cơ của chúng ta và ngay cả trong cơ tim nữa thì cái sản phẩm của công ty Sharkly là cái bộ sinh đặc biệt đã được bào chế với cái nghiên cứu khoa học để mà chống lại cái sự mất cái chất đạm trong cơ thể chúng ta mà chỉ giúp chúng ta mất đi cái chất mỡ thì chúng ta có thể chỉ với 3 đồng mỗi ngày thưa quý vị chúng ta có thể có những cái sản phẩm này thay thế những bữa ăn à, bồi bổ bổ sung những cái vitamin những khoáng chất đặc biệt là những chất đạm nhất là cái chất leucine là một cái à, sản phẩm đã được bằng sáng chế của công ty Ly và song song với đó đây là một cái sản phẩm tuyệt vời chúng tôi à, đây là một trong những Sài, sản ai cũng phẩm cũng nói <laughs> sản phẩm mình tuyệt vời <laughs> <vậy> tuyệt <tự> vời <laughs> là là vì nó rất nhỏ thôi thưa quý vị nhưng mà khi cái sản phẩm này chúng ta sử dụng á, lý do chúng ta tại sao chúng tôi nói là tuyệt vời là phần lớn chúng ta đó đang bị những cái chứng bệnh táo bón à, có những người khi mà vô khám bệnh chúng tôi hỏi là bác hay cô chú anh chị có bị táo bón không phần lớn 9 đến 10 người họ nói tôi không bị táo bón cái câu hỏi tiếp tục tôi hỏi là một ngày bác đi đại tiện mấy lần thì đa số nói à, đôi khi hai ngày một lần à quý vị biết nếu mà quý vị bị táo bón đó thì một ngày quý vị đi một đến hai lần nếu mà quý vị không bị táo bón mà nếu quý vị một ngày mà quý vị không đi một lần là quý vị đã bị táo bón là quý vị thấy rằng khi mà các em trẻ đó mấy em baby đó khi ngày nào mà các em đi không đi hai ba lần thì chắc chắn ngày hôm sau là cái mặt bị nóng, Nhân nhớ. bị đỏ, Nhà. mà bệnh, mà khóc liên tục. Nhà. Là tại vì các em bé một ngày phải đi từ 2 đến 3 lần, thì con người của chúng ta cũng vậy. Khi lớn tuổi chúng ta cũng như thế, nhưng mà phần lớn chúng ta bị táo bón. Thì cái sản phẩm này đó, đặc biệt dành riêng cho những người nào muốn giảm cân, tăng mỡ bụng, thì khi chúng ta uống nó tẩy độc hết những độc tố trong cái đường tiêu hóa của chúng ta và song song với đó nó giúp cơ thể chúng ta điều hòa lại những cái hormone thì đây là cái sản phẩm mà chúng tôi rất là là là, là thích. Dạ thưa bác sĩ Vu Lê, một bộ này Kimberly tóm tắt lại có rất bốn mùi mà đặc sản của công ty Sacly, cà phê latte, raspberry, vanilla và chocolate. Cái mùi chocolate của công ty khác thì vốn không được mà bên đây cũng được. À. Nhưng mà đây là một một hộp là quý vị có thể xài được 15 ngày. Hai hộp là một tháng. Còn với hộp trà và đây là cái 3 in 1. Và cái này là tẩy độc như bác sĩ Vua Lê đã nói Một lò này có 240 viên Tại Kimberly xin phép là Kimberly có để một lọ nhỏ thôi nhá 240 viên có ba mươi mấy đồng bạc thôi ạ à. Mà nhưng mà không uống một lò một lò riêng được Quý vị có thể uống chung Thì nó phối hợp thì nó sẽ tốt hơn Và đây nữa nếu mà quý vị có cần thêm những cái protein bar Rất là nhiều những cái vị khác nhau Và những cái vị mà đi du lịch, đi travel như Kimberly Thì quý vị sẽ thấy có những cái bịch nè Rất tiền cho quý vị một lần nữa quý vị, quý vị thấy là công ty sắc ly hiện tại có những cái poster mà có in cả tiếng việt nếu mà quý vị hội viên cần những cái poster tiếng việt hay những cái hồ xưa thì chúng tôi sẽ không ngại cung cấp cho tất cả quý vị và mong rằng tất cả mọi gia đình cũng như đồ dùng trong nhà về skin care về giảm cân và những cái vitamin không thể thiếu trong mọi gia đình một lần nữa kimberly kêu gọi tất cả quý vị cho kimberly một cơ hội để làm việc chung và mang lại cho tất cả quý vị một đời sống hoàn thiện cũng như hội viên trên toàn 50 tiểu bang cũng như cả Canada. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi quý vị qua chương trình giàu đẹp và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những chương trình kế tiếp của Kimberly cũng như Bác sĩ Bố Lê. Cảm ơn quý vị. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả.